Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình lại làm video, mình hướng dẫn các bạn thêm một bài nhảy super dance trên nền nhạc của bài Nhìn Về Núi Đỏ. Bài này mình sẽ kết hợp với cả những điệu mềm dẻo của đôi tay. Mình cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ mình. Bây giờ chúng mình bắt đầu tập nhé. Chúng ta bắt đầu với tổ hợp thứ nhất nhé. Tổ hợp thứ nhất gồm có 16 bước. Bắt đầu bằng chân phải. Các bạn nhìn tay mình nhé, kết hợp với tay nhé. Đó. Bắt đầu với chân phải, khóa chéo 4 bước, 1, 2, 3, 4. 4 bước tiếp theo, các bạn bước chân phải sang ngang và cũng kết hợp với tay nhé. 5, 6, 7, 8. 4 bước tiếp theo, chúng ta bước đi bộ tiến lên trên. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Tổ hợp tiếp theo các bạn nhé, cũng gồm 16 bước nhé. Các bạn nhìn tay mình này đó. Các bạn vòng qua đầu và đưa sang 1, 2, 3, 4. Bên trái cũng vậy nhé. Bên trái cũng vậy, các bạn nhìn và đưa sang 5, 6, 7, 8. 8 bước còn lại là chúng ta đi chéo chám nhé. Cũng bắt đầu bằng chân phải. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Tổ hợp tiếp theo cũng gồm 16 bước, các bạn quan sát chân mình nhé. Đó, chân phải, đó, chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bước còn lại này chúng ta đi tròn 2 lần nhé. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Hướng dẫn lại tổ hợp này các bạn nhé. Chân phải, tay trái, đó, 1. Đó, các bạn nhìn mình và làm theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bước còn lại chúng ta đi xoay tròn nhé. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Đó là kết thúc tổ hợp thứ 3. Tổ hợp cuối cùng các bạn nhé. Tổ hợp này cũng gồm 16 bước và chúng ta đi đá móc kép 2 lần. 1 và 2, 3 và 4. 1 và 2, 3 và 4. Đổi bên. 5 và 6, 7 và 8. Tiếp theo 8 bước còn lại chúng ta sẽ lật chân 4 bước nhé. Lật chân 4 bước kết hợp với tay nhé các bạn nhé. 1, 2, 3, 4. 4 bước còn lại đi bộ này. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 và 8.